Anh Long, hey, em làm giật mình. Sao em? Anh làm gì mà tập trung dữ vậy? Anh đang mới vừa hoàn thiện một cái mà nói chung là anh rất hứng thú, anh rất đã luôn. Đây, em nhìn nè, đây là cái chữ kỳ lân luxury mà anh vừa dùng công nghệ cao làm vàng của mình để làm ra bằng chất liệu đồng thau và bọc vàng lên. Em xem cái chữ cực kỳ đẹp, cực kỳ sắc nét và quan trọng là nó rất đẹp luôn. Chữ này là để làm gì vậy anh? Để làm gì thì một tí nữa thôi em và tất cả mọi người sẽ thấy. Rồi, phụ bên tay nha. Đây là cái bộ chữ nhỏ này thì anh để mục đích anh dùng khác. Và bộ chữ lớn này, đây có chữ kỳ lân luxury, chất liệu là bằng đồng thau nha. Anh bọc vàng lên, máy móc của mình làm được cái chữ vậy rất đẹp. Và nó sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu như mình đặt vào đúng vị trí. Thì lát nữa thôi. Háo hức quá. Để anh xếp lại á, xếp lại anh coi cái chữ này. Đây, bằng đồng thau nha. Đồng thau bọc vàng lên. Rồi bây giờ đi, mình đi. Sẽ dán vào đây nè. Em hình dung chưa? Wow, hóa ra là để gắn lên xe hả anh? Đúng rồi, gắn lên xe. Và mình đang làm cái logo nữa. Cái logo đẹp lắm. Logo chắc ngày mai hoàn thiện. Logo cũng gắn lên xe luôn hay sao anh? Cái logo gắn ở giữa, cái chữ hai bên. Ở đằng sau cũng vậy. Và đặc biệt cái logo là nếu như mình không gắn ở đây, mình sẽ làm một cái đế. Mình thay cái logo này luôn, dựng lên và cái logo sẽ nằm ở trên cao vậy nè. Đó, em biết cái bộ chữ này để làm gì không? Dạ. Bộ chữ nhỏ này ở trên là cái logo của mình, logo Phương Miện. Em biết bộ này. Lúc nãy anh nói là để lên cửa xe đúng không? Đây, anh sẽ dán hai bên cửa xe này. Anh sẽ đưa vào hai bên cửa xe này. Ở dưới là chữ kỳ lân luxury, ở trên là cái logo Phương Miện của mình. Cái logo thì anh đang hoàn thiện. Hôm sau sẽ xong và mình sẽ làm clip tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì mình mô phỏng vậy thôi, là hình dung được là cái bộ chữ này đưa vào đây. Và phía trên cái bộ chữ này sẽ có cái logo Vương Miện của mình. Còn cái bộ chữ này thì mình sẽ đưa vào đây. Kỳ lân luxury dài luôn cũng được, full từ đây qua đây luôn. Và cái logo ở giữa thì sẽ là mình làm một cái chụp, hoặc là một cái bằng cái đế mà bằng đồng thau luôn, mình bọc vàng. Xong đó mình dẫn cái cây lên và có logo nó sẽ nằm ở trên cao vậy. Đó. Thì hoàn thành xong mình sẽ làm clip tiếp theo. Và một bộ ở đằng sau đây thì mình sẽ thay cái này bằng logo mình, hoặc là để luôn vậy cũng được. Thì mình sẽ đưa hàng chữ hai bên, chữ kỳ lân bên này và chữ luxury bên này. Đó, mình sẽ đưa chữ kỳ lân vào đây, kỳ lân rồi logo tới chữ luxury bên này, hai bên đẹp ha. Thì để hoàn thiện xong anh sẽ làm tiếp clip cho tất cả mọi người xem, em và tất cả mọi người cùng xem. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. Kỳ lân luxury, chuyên phụ kiện cao cấp luxury. Kỳ lân luxury, đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu.